Game sắp sửa tạo sự kiện mà không biết làm gì để mà thay đổi diện mạo. Thử lên nick.vn để mua vàng mua ngọc xem. Đầu tiên chỉ cần nạp thẻ, chọn nhà mạng tương ứng và chọn đúng mệnh giá nhé. Vào phần dịch vụ, chọn game, ấn vào mua vàng và chọn vũ trụ mình cần mua và ấn thanh toán thôi. Rồi sẽ lag một bảng để mà bạn điền tên nhân vật vào đó. Chú ý, bot bán vàng sẽ đứng mặc định ở khu 51 và khu 52 ở vách Kakarot nhé. Dùng được luôn đối với bắn ngọc tự động. Vừa nhanh lại vừa dễ dùng, sử dụng nick.vn thật đa tiện. Thành viên này là gì đây? Ok, và chào tất cả anh em trở lại với channel của mình là DP. Và hôm nay mình sẽ làm một cái video mở skill điện tử cho thành viên trong team huyền thoại L3 server 5 anh em. Thì rất nhiều anh em hỏi là mình chưa xem mấy. Mình xin trả lời lần cuối cùng trong cái video này, đó là server 5. Thì khi anh em xem thì sẽ theo dõi là mình sẽ nói rõ là team server 5 huyền thoại L3. Thì đây là một cái nick của trong thành viên là ba Phạm Hùng hay là Phạm Hưng gì đấy. Vì không có dấu mình không biết được nữa. Thì hôm nay mình sẽ làm clip như vậy. Bây giờ mình sẽ show con điện tử cho anh em xem nha. Con điện tử thì con điện tử 5 miếc thôi. Chưa đấm Daemon 149-700k rồi. Sức đánh là 1k4 này. Bỏ găng ra nhỉ. 900 à. HP 2k5. Ôi Ki. Ki cao gấp đôi anh em ạ. Đúng rồi, Ki cao gấp đôi. Ki 5k8. Đấy, thì đây là nick L3 Phạm Hưng đi. Mình có nói là Phạm Hùng hay Phạm Hưng đi. Thì còn nick của mình là L3DB Gamer. Thì đang là thanh niên chủ nick này thì đang dùng của mình để coi như là lên TV ké anh em. Đấy, vậy như vậy thì bây giờ mình sẽ qua bên mở đâu ta? Mới vừa nói là anh em sẽ mở đâu nhỉ? Núi Hoa Vàng như ở bên Nam Miếc sao ấy. Đó, thì bây giờ mình sẽ qua đó nha anh em. Anh em xem video đỡ đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh. Mà anh em đặc biệt hôm nay thấy cái gì không? Thanh niên ở bên cạnh mình này. Rất nhiều anh em hỏi là lần trước có quay video anh em bảo là có ai ở sau mình kia cho anh em đoán ấy. Anh em biết thì comment kỳ phía dưới nhá. Đây là thanh niên ở sau mình anh kìa. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên đảo Guru đúng không? Đảo núi hoa vàng như đúng rồi. Núi hoa vàng là bên Nam Miếc đúng không? Nam Miếc. Ở đây rồi. Là ba cô tét kìa. Là ba cô tét này. Nam Guru à? Hình như vậy mình chả nhớ nữa. Hey, cái gì mà hay. Bây giờ mình sẽ qua bên núi hoa vàng. Đây núi hoa tím này. Thì chắc chắn là ở bên Nam Miếc rồi. Núi hoa tím này. Thì chạy sang bên đây là sang núi hoa vàng. Đấy đúng rồi. Núi hoa vàng. Mình vẫn nhớ map chơi game. Thì ba hành tinh mình vẫn nhớ mà. Còn bên tương lai chắc chắn là mình không nhớ lắm. Ở tương lai thì vẫn dễ. Được rồi, khu 18 nhanh. Khu 18 full rồi. Full. Khu full. Anh em ơi, mình không biết khu cái gì mà full thế. Hay là khu full rồi. Thôi cái tự sát kìa. À, ok, chờ capsule à. Mình hiểu rồi, thanh niên này đang để 12 cái nick 11, 12 cái nick Nam Miếc úp. Thế như vậy, chắc là vậy rồi. Giờ đang có trào lưu là úp úp sức mạnh sư phụ và úp sức mạnh đệ tử bằng hành tinh Nam Miếc 12 con da xanh. Mình nói không phải phân biệt đâu nhưng mà sự thật là vậy. Đó, capsule ra đi mày. Vãi. Ra đi. Thanh niên kia lại vào rồi, mình chưa kịp vào đã vào rồi. Rồi. Được rồi, mình qua rồi anh em ơi. Không phải à? Hình như mình đoán sai rồi anh em, không phải là úp rồi. Thì kệ đi. Đây, mình đang ở đây rồi. Mình chưa gọi cái đệ tử theo chưa? À đây, đệ tử đây rồi. Đệ tử gì đây? DB 10 tỷ fan, what the hell? Mình có phải BTS đâu mà 10 tỷ fan anh em. Đậu xanh. Sẽ đặt cho mình cái tên để đặt cho cái tên điện tử gì mà tận 10 tỷ fan này. Mình ấy chỉ có xem nào. Hiện tại kênh của mình là có gần 70k sub. Nhưng mà người theo dõi thì chưa được 20.000 người. Thì cứ cho là 10.000 fan thôi. Ok. 10.000 fan đi. Được rồi. Sẽ khu 17. Câu giờ. Khu này đi. Khu này nhá. Khu này luôn thì không đổi đâu. Không đổi đâu. Rồi bây giờ mình sẽ cho đệ tử đánh luôn anh em ạ, không tìm mất thời gian quá. Tấn công. Ô thế này thì bao giờ nên nhỉ? Má nó. Uầy. 300k. Ui.
300k thì bao giờ lên? Mình không biết luôn, 300k thì bao giờ mới lên được nữa chứ. Uầy, thế này còn chả như vậy, cũng mở lại lâu lắm. Ba trăm k úp đây không lên được đâu. Mà sao lại chọn cái khu, chọn cái khu người sai sai sai. Thế sai sai anh em ạ. Không được rồi, không ổn rồi. Rồi để mình xem nào. Có lẽ là mình lên để thanh niên này. Cho mặc thêm mấy găng anh em ạ, chứ giờ không thể không đổi đâu. Mở găng. Cái game. Tạm dừng một chút để mình cho úp sức mạnh lên một tí á, vì hiện tại nó thấp thế này làm sao mở được. Chắc chắn không mở được rồi. Tiềm năng có tí này làm sao mà lên được. Ok các bạn, thì sau một hồi mình suy nghĩ với cả thanh liên rồi thì úp ở bên cái sau một hồi nghĩ mình úp ở bên đấy thì lên rất là chậm. Mình đã không úp đấy nữa, mình quyết định là sang bên thung lũng Nam Miếc để úp cho nó nhanh. Chứ giờ úp ở đấy lên rất chậm anh em ạ, tiềm năng có mấy chục thôi. Mà thì bao giờ lên, mình sang đây thì được có 200-300 một phát. Nhưng mà đệ là vẫn lên đấy này, vẫn lên chậm này. Bây giờ có 759k. Đấy, à đâu, 795k nhầm lộn. Đấy, thì còn khoảng 200k nữa rồi là sẽ mở. Thật ra là hơi câu giờ một tí, anh em thông cảm nhá. Thì mở cái này cũng phải hồi hộp với cả nhiều thứ nữa. Với cả chuẩn bị nó không được kỹ nên là nó hơi lâu. Mình mong là sẽ mở nhanh hơn một tí nữa. Được rồi, bây giờ mình sẽ đợi thôi. Mình đợi nó khi nó mở ra mình sẽ tiếp tục thôi. Còn khoảng 200k thôi thì cũng khá là nhanh. Nhanh vãi, mẹ từ nãy giờ hơi nhanh đấy. Vì sao độ ta không độ nàng? Ok. Vì sao độ đệ không độ... vì sao độ ta không độ ok? Độ đệ lại có thằng phá rồi. Sống trên đời làm sao phải phá nhỉ? Ơi trả lên 300k sức mạnh mà lâu quá. Buồn ngủ lắm. Buồn ngủ lắm rồi đây. Ngồi mắt cứ díp này. Trả lên 300, trả lên 145, 150 mà ngáo luôn người. Đệ tử lại chết rồi. Cho đậu này thì mình vẫn là cho đậu nhưng mà hết bố đậu rồi, thanh niên là hết đậu rồi, không còn dương ở nhà, không còn đậu luôn. Sắp mở à? Ừ thì chả mở chứ, ngồi đây từ nãy giờ không mở thì định bao giờ mở nữa. 9k anh em ơi, còn 9k nữa thôi. Nào em đoán đi, bây giờ cho anh em đoán đấy, anh em đoán đi. Đó là comment đây, 9k nữa thôi. 9k này, 9k rơi khoảng 10 con nữa. Ui 149, 998k sức mạnh. Vâng, thì bây giờ là chắc kiểu mình chuẩn bị ra đấy. Mình sẽ cho đánh khoảng đến 1 đến 2 con nữa. Được chưa? 1 đến 2 con nữa là mình sẽ quay ra ngoài và mình ấn vào trong để mở. Có lên mở, có lên tháo đầu đúng không nhỉ? Hay là mình thử tháo để xem là một lần, xem nó có gọi như là thủ thuật không. Đây, thì bây giờ là đánh được khoảng mấy con rồi nhỉ? Chết rồi này. Bỏ đồ nhá. Ô vãi. Nhớ rồi. Lên vãi. Tức là mình mở đồ ra thì nó sẽ bị kiểu như reset ấy. Thì nó sẽ ra luôn skill ấy. Vãi rồi, Masenko. Số bạn quá nhỏ. Đèn mẹ. Đèn quá.
Trời ơi, từ nãy giờ mở ra Masenko rồi. Ôi. Phải. Masenko nhá. Sorry. Xin lỗi chủ lịch rất nhiều. Một lần chơi ngu. Hey. Một lần chơi ngu xem thiên hạ có trầm trồ không? Vừa mở vừa cởi được cái găng ra khỏi vừa được cởi được cái gì nhỉ? Cái áo hay găng nhỉ? Cái áo hay găng lại xong nhảy phát ra skill Masenko luôn. Đèn chưa? Ma một chiêu hồng choét, sợ thật. Đúng là 20% Masenko. Trời. Tiếc ngất ngưởng anh em ạ. Buồn thiu. À, con đệ tử này chắc cần phải trị luôn anh em ạ. Chắc mang đi sông vực vứt thôi. Mang ra vực mai mai vứt thôi. Ê. Em thấy chất không? Chất vãi. Một skill đỏ chói. Đen. Phật độ à, Phật không độ thì ta độ. Độ bằng cách nào? Ta ốc ngày đêm quay quay Phật không độ. Phật độ sư phụ như Phật không độ đệ. Độ đệ. Vãi cả lồi. Người ta nói là quay tay vận may sẽ tới đây. Quay tay từ nãy giờ vận may chả tới như nào mà còn đen xỉ anh em ạ. Rồi. Thế thôi thì mình xin kết thúc video. Thì cũng là chia buồn với chủ lịch. Má cày. Mình mở mất thời gian 30 phút mà cuối cùng ra cái skill như lìn. Đấy, tóm lại là thế. Thì được rồi. Chỉ có thế thôi. Mà tập sau mình sẽ cố gắng làm cái nhiệm vụ ở bên lab 3 đúng không? Hình như là lab 3 đúng rồi. Lab 3 đấy. Đấy, rồi đã chết rồi này. Đèn chưa? Phật độ ta hưng độ đệ. Được rồi. Được rồi thì anh em thấy video này hay, hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh. Ngoài ra có những nhu cầu mua vàng, mua ngọc có thể truy cập ngay nick.vn nha. Nhớ nha. Được rồi. Xin chào và hẹn lại trong những video sau. Bye. Đen.